Mua gì nhiều vậy? Mua đồ đó. Đây, cúng kiến nữa. Trời ơi, biết đi mua đồ cúng. Còn cái bịch đen là cái gì? Nốt ra coi. Đen là cái ga nệm. Trời ơi, mới thay nệm mới rồi đi mua ga nệm luôn hả? Ừ. Quá trời, quá đất luôn. Chỉnh chu cái phòng ngủ là phải im áng vậy, anh chịu hả? Ừ. Ủa, rồi sao ngồi xuống vậy trời? Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, làm gì? Rửa chén. Trời ơi trời. Trời ơi, em nhìn tay chân anh gì em? Coi nè, rửa chén nè. Rửa chén riết bây giờ nó lỡ nó lối nè, nè, xà bông nó ăn á. Nó xà bông rửa chén ăn nè, gì còn bắt vô rửa chén rồi trời. Riết. Thấy anh á, không có làm được cái gì hết trơn nha. Chắc kỳ này tôi bỏ anh vô tủ tinh dầu để trưng bày quá. Không không, đứng ra ngoài cửa không có khách gì luôn. Bây giờ hàng chỉ để trưng bày thôi chứ không có làm được gì hết. Làm chút cái thang đau lưng, rồi làm chút cái thang trời ơi, da tay rồi này kia. Mất khách thì đâu cần phải bỏ vô tủ. Ừ. Ra đó đứng. Ra đó đứng. Chắc là đứng gì nè. Đó. Mất khách rồi. Ủa sao mất khách mà cái mặt ngoạo quạo vậy? Mất khách là cái mặt phải tươi lên. Đúng rồi. Tươi nè. Chứ không phải tốn tiền căng chỉ nữa đó. Căng chỉ collagen đó. Mất khách gì nè. Đơn giản không? Việc nhẹ lương cao đó. Cái gì? Em nói anh làm vậy là việc nhẹ lương cao á. Thôi không dám đâu. Sao mất mới gì rồi, có lương hồi nào đâu lương cao. Ủa? Rồi bây giờ không có lương đúng không? À. Không có lương là tiền đâu ăn. Nè, ăn sáng ai lo, cà phê ngày hai cử, uống toàn thương hiệu không à, ai trả tiền. Rồi quần áo đủ như vậy nữa, từ bảo hộ bên trong bên ngoài, con này lo trọn gói hết. Nói sao mà lấy lương. Lương còn không đủ để chi phí nữa, rồi máy lạnh, rồi điện, nước, rồi hả, con anh ai lo. Anh làm lương tháng nhiên. Hồi đó còn có lương, bây giờ là không có một cắt luôn. Bây giờ là phi luôn, bây giờ là coi như là hết lợi dụng được rồi. Giờ nuôi vậy thôi à. Chịu không chịu thôi, giờ chịu không? Ở đâu mà làm phi hoài vậy trời. Cũng phải, lâu lâu cũng phải cho người ta vài ba triệu, tao bỏ túi. Thì đó, có cho, sao không có. Cho 3 triệu, giờ tụt xuống 1,5 triệu. Biết gì không? Kinh tế khó khăn. Biết kinh tế khó khăn không? Kinh tế khó khăn thì tụt xuống. Hiểu chưa? Đi vô rửa chén. Ý quên, thôi khỏi, đứng ở đây ngoắc khách đi. Mà chưa có khách mắc gì đứng ngoắc hoài vậy? Ngoắc hoài vậy đó. Ngoắc người ta mới có khách. Phong thủy không đùa được đâu.